Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Nghị định 203 của Chính phủ được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2014. Nghị định này quy định cụ thể về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động khai thác khoáng sản và triển khai thực hiện nghị định đã có một số khó khăn nảy sinh. Đây chính là nội dung mà chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề kỳ này sẽ đề cập tới. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của hoạt động khoáng sản, các doanh nghiệp đều cho rằng rất khó khăn và bất cập trong phương pháp tính cũng như mức thu tiền cấp quyền khai thác hiện nay. Đây là khu vực mỏ đá ốp lát của công ty cổ phần khoáng sản Trung Hải thuộc xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Với diện tích hơn 23 ha, khu vực này được xác định có trữ lượng gần 28 triệu mét khối đá hoa trắng. Được cấp giấy phép và đi vào hoạt động khai thác gần 4 năm nay, nhưng tỷ lệ đá hoa trắng của khu vực mỏ này chỉ đạt sản lượng thu hồi là 7%. Trong đó đá ốp lát hơn 2% và bột đá 5%. Còn lại được xác định là đá thải, đất thải. Mặc dù sản phẩm thu hồi thấp, nhưng khi tính tiền cấp quyền khai thác lại tính theo trữ lượng địa chất của giấy phép là 100% đá hoa trắng, nên doanh nghiệp không còn khả năng chi trả nguồn phí đó. Vì tính sơ bộ, số tiền cấp quyền khai thác mà doanh nghiệp phải trả sẽ lên đến hơn 200 tỷ đồng, lớn gấp nhiều lần số tiền mà doanh nghiệp đã đầu tư cũng như doanh thu của doanh nghiệp lâu nay. Cho dù chúng tôi đã chuyển đổi rất là nhiều công nghệ khai thác, nhưng mà tỷ lệ thu hồi được thực tế thì chỉ chiếm được khoảng 3 đến 5% tỷ lệ đá trắng thôi. Thì dẫn đến trong cái quá trình mà tới đây thực hiện nghị định 2023 thì chúng tôi thấy nếu mà thì nghị định thì chắc chắn là các doanh nghiệp chúng tôi đều phá sản. Lý do vì trên các cái biểu thuế mà tỉnh thuế có tỉnh Nghệ An ban hành ấy, thì là chỉ ban hành cái biểu thuế đá trắng. Mỏ đá trắng của công ty cổ phần và sản xuất thương mại Quang Long ở xã Châu Lộc cũng nằm trong tình trạng tương tự. Được cấp phép từ năm 2010 với trữ lượng được phê duyệt là hơn 15 triệu mét khối, nhưng đến nay doanh nghiệp này cũng chỉ thu hồi được tỷ lệ sản phẩm khoảng 3% trong tổng số sản lượng đất đá khai đào. Với tỷ lệ đá thu hồi thực tế thấp như vậy, doanh nghiệp này lâu nay đã phải khai thác cầm chừng. Trước thông tin việc tính tiền cấp quyền khai thác trên cơ sở giá tính thuế tài nguyên, số năm được cấp và trữ lượng được phê duyệt, đại diện doanh nghiệp này cho rằng với cách tính như vậy thì doanh nghiệp phải chấp nhận đóng cửa. Khó khăn chung của chúng tôi là đầu tư tại nhiều nước, nhưng đây là cách tính tiền cấp quyền lần đầu tiên chúng tôi thực hiện. Mà trong khi đó thì mỏ chúng tôi không có mấy đá trắng để mà khai thác. Nếu có trữ lượng như vậy thực thì chúng tôi sẵn sàng, nhưng rất tiếc nó lại không phải như thế. Chúng tôi trông chờ vào sự linh hoạt của chính quyền địa phương. Những bất cập trong phương pháp tính cũng như mức thu tiền cấp quyền khai thác cũng diễn ra đối với những đơn vị khai thác đá xây dựng. Bất cập là thứ nhất, nó chỉ trong thăm dò chỉ là cơ sở để xin cấp phép chứ không phải là để mà tính thuế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái giá. Đấy, cái giá trị của cái phí này là phải tính theo cái đơn vị là cái giá nào. Bởi vì một cái đá nguyên khai, trong khi mà doanh nghiệp nổ ra một khối đá nguyên khai thì doanh nghiệp cũng đập bỏ ra cái tiền công khoán về vật liệu nổ. Lý giải cho việc chênh lệch quá lớn giữa trữ lượng được phê duyệt và thực tế khai thác, các doanh nghiệp cho rằng vì ngay từ khi thăm dò khoáng sản đã chưa có độ xác thực. Nguyên nhân là việc mở mong thăm dò quá nhỏ nên không mang tính đại diện và từ đó chưa đánh giá đúng độ nguyên khối và các vấn đề nội sinh. Việc đánh giá chưa đúng bản chất như vậy nên dẫn đến chất lượng đá rất thấp, sản lượng khai đào lớn mà sản phẩm thu hồi thấp. Một trong những bất cập hiện nay nữa trong phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác đó là tính trên cơ sở giá thuế tài nguyên, mà loại thuế này lại do từng địa phương quy định. Trong giá này bao gồm nhiều loại chi phí khác như chi phí thăm dò, xây dựng cơ bản, lương, khấu hao máy móc, v.v. Và các loại chi phí này cao thấp khác nhau tùy doanh nghiệp, tùy từng vùng và có biến động liên tục. Trong khi đó, các mặt hàng sản xuất từ đá hoa trắng ở Nghệ An có tới hơn 20 mã hàng, nhưng hiện nay chỉ tính thuế tài nguyên khoảng từ 8 đến 10 mã hàng. Ở các nhà máy đấy thì có rất nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau, mỗi chủng loại nó đi theo một cái giá thành và cái giá bán khác nhau. Nếu mà chỉ áp với những cái mức cao quá về ở cái khối lượng lớn thì lại bỏ sót tài nguyên rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn mỗi kích cỡ thì chúng tôi phải bán một cái giá thành khác nhau và một cái chi phí sản xuất nó khác nhau, nó không giống nhau. Đấy, cho nên là đưa cái giá tính thuế vào là đề nghị là phải đưa nhiều mã vào để cho phù hợp với thực tế.
Trên địa bàn tỉnh có đến hơn 500 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động liên quan đến khoáng sản và đang tạo công ăn việc làm cho khoảng hơn 9.000 lao động thường xuyên và khoảng 4.000 lao động thời vụ. Những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp, cộng thêm việc doanh nghiệp thời gian tới phải nộp tiền cấp quyền khai thác, đang khiến nhiều doanh nghiệp và đội ngũ công nhân lo lắng. Công việc của công nhân như bọn em, của công ty em thì rất lo lắng về công ăn việc làm, về mức thu nhập và sau này nó ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của vợ con mình cũng như... Thực chất mà nói, nếu như chúng ta nộp cái tiền cấp quyền với cái cách tính đó thì tôi khẳng định là tất cả các doanh nghiệp đảo lạt thì chúng ta không tồn tại được, không duy trì được, cũng phải đóng cửa. Vì vậy cho nên cái việc nộp tiền là không thể, và chúng ta sẽ dẫn đến hàng loạt cái hệ lụy. Thì dù như là hàng cả cái đất ở cái vùng quy hợp này có hàng nghìn tỷ tiền đã đầu tư là chúng ta cũng không làm gì được. Rồi hiện nay mà nói chúng tôi đang tạo công ăn việc làm cho khoảng độ 7-8 ngàn lao động, đấy, cái đó cũng sẽ mất việc làm. Rồi cái ngành đảo lạt là một trong những ngành mới mà chúng ta dần dần đã bắt đầu xác định được cái thương hiệu thì chúng ta cũng sẽ bị đánh mất, và chúng ta mất luôn cả là cái thị trường, rồi tất cả những cái mỏ này nó sẽ giảm dần. Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, duy trì được hoạt động đã là khó. Vì thế, tính tiền cấp quyền khai thác như hiện nay và cả truy thu thời gian qua là ngoài khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Một phần vì những sản phẩm trước đây, các doanh nghiệp chưa tính loại chi phí này vào giá trị sản phẩm, mà thực tế khối lượng hàng tồn kho hiện còn rất lớn. Nên chăng, các cơ quan chức năng cần giãn lộ trình tính tiền cấp quyền khai thác đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp cũng cần thăm dò đánh giá lại trữ lượng thực tế và có những kiến nghị đề xuất sát thực trong cách tính phí để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong điều kiện khó khăn chung. Doanh nghiệp ở huyện Quỳ Hợp đang rất khó khăn khi mà sản lượng khai thác được so với trữ lượng đánh giá trên trữ lượng của nhà nước rất là ít. Một phần như vậy thì thị trường tiêu thụ hiện nay cũng đang khó khăn. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp có thể dẫn tới việc phá sản bởi vì sản phẩm của họ đang bị tồn kho rất là lớn.